Xin chào mọi người, lên mình phải ngó cái em ngó kỳ lạ của mình. Cái em này của mình là dâu Hana, cũng khá nhiều rễ rồi. Bây giờ là được 20 ngày mình ghim rồi, thế chắc là khoảng được tầm 20 ngày này. Và có khoảng 3 lá. Nếu mà mọi người mà ghim hẳn xuống đất luôn ấy thì như thế chắc mọi người tách mẹ được. Bây giờ mình chưa làm được đất lên là mình cứ để từ từ đã. Với cả video hôm nay của mình là muốn quay cho mọi người. Hôm trước ấy có mấy bạn muốn xin mấy em dâu của mình ấy, thì đây là các em dâu mình trồng từ hạt. Em này thì mình trồng khá lâu rồi, nên nếu bạn nào muốn xin thì hãy comment cho mình địa chỉ và số điện thoại nhé. Mình gửi xong mọi người tự thanh toán cước bưu điện nhé. Nhưng mà hãy comment cho mình em dâu mọi người muốn lấy và địa chỉ và số điện thoại nhé, để mình gửi. Đây là em số 1. Số 2 này mà đây cũng dễ. Đất này mình hơi cứng. Đây là em số 3, em này hơi nhỏ nhưng cũng có dễ. Mình chỉ có thể cho được 4 em này thôi, còn những cái em mà trong bầu nhỏ ấy để mình làm thử nghiệm kia thì sợ vận chuyển ấy các em lại chết, nên là mình chỉ cho mọi người những em này thôi. Ra là không phải là mình không muốn cho, nhưng mà khi mà mọi người nhận mà dâu lại chết ấy, nên mình không muốn như thế. Và có vài người còn hỏi mình là xin, nhưng mình cứ phải hỏi lại là có ở gần chỗ mình không. Thế mình chỉ sợ vận chuyển xa thì các em chết mất thì mình cũng thấy nó hơi tiếc. Đây, em thứ 4. Ai lấy em nào thì comment cho mình nhé. Chắc là mình chỉ cho mọi người trong khoảng video này mình đăng trong 1 tuần thôi. Còn kết thúc 1 tuần ý thì mình không xóa video, mình vẫn để. Nhưng mình sẽ, nếu mà không ai lấy, mình sẽ để mình trồng. Tại vì các em này cũng ra rễ khá nhiều rồi. Nhiều lúc mọi người hỏi xin mình, thực ra là mình không ngại cho, không tiếc gì mọi người. Nhưng mà để mà vận chuyển. Đấy, lần trước ấy mình cũng có một lần là mình đăng hạt để là tặng mọi người. Nếu thực sự ai cần, tại vì có thời gian đầu mình trồng cây á, mình tìm hạt, mình rất cần hạt. Và đấy thì mọi người lại cứ hỏi mình là cước bao nhiêu. Thực ra mình không phải mình bán, nên mình không biết là cước bao nhiêu đâu, nên là mình cứ gửi thôi. Mọi người nhận thì mọi người trả cước, hoặc nếu mà lăn tăn thì có số điện thoại ấy, mình sẽ ra bưu điện ấy, mình hỏi là cái này gửi đi đến chỗ này là bao nhiêu tiền, và mình sẽ liên hệ với mọi người. Nếu mà mọi người chấp nhận được cái cước đấy thì mình gửi, còn không thì mình cũng không gửi nữa. Nói hơi dài, mọi người thông cảm nhá. Nếu mà ai lấy cây ấy, thực sự muốn trồng dâu tây ấy, lấy cây thì hãy chọn em nào trong 4 em mà mình quay và cho mình xin địa chỉ, số điện thoại thì mình đi gửi cây cho mọi người. Trước khi gửi thì mình cũng sẽ hỏi cước về chỗ mọi người là bao nhiêu tiền. Nhưng mọi người mình là ở Lào Cai nhá, nên là nếu bạn nào muốn lấy cây ấy, thì ở gần chỗ mình rồi hãng lấy, chứ mình không muốn là gửi xa mất thời gian rồi cây không sống thì lại cũng
không hay. Thôi chào mọi người nha, mình xin phép dừng video này của mình ở đây. Bye bye.